Dạ, em xin chào anh trai. Để trả lời cho câu hỏi giữa pin zin và pin pho chất lượng khác nhau như thế nào, thì ở đây em có hai viên pin, là một viên pin Kinma và một viên pin của Sony. Thì ở đây em sẽ trực quan nhất là em test quay trên hai chiếc máy Sony A7 Mark 4 để mình sẽ xem thử là viên pin nào sẽ mau hết pin hơn và thời gian quay của mỗi viên sẽ như thế nào. Mình sẽ cùng theo dõi nha. Ở đây cả hai viên pin em đang sạc là full đầy. Em sẽ bỏ viên pin vào từng máy. Cái máy đầu tiên thì mình sẽ bỏ viên pin pho. Cái máy thứ hai mình sẽ bỏ là pin zin. Đây, ở hai chiếc máy này ha, thì em đã reset cho máy cho nó về định dạng mặc định hết, chứ không có máy nào cài đặt cả. Thì cả hai máy em sẽ quay ở định dạng cao nhất của máy là 4K để mình sẽ thêm xem từ cái hiệu năng tiêu thụ pin của mỗi dòng máy như thế nào. Đây, cả hai máy em đều để là 4K. Em sẽ cho lên là 75m. 4K 75B 10 bit. Ở trên Sony A7 Mark 4 thì mỗi viên pin mình sẽ bấm sẽ quay luôn. Và ở đây mình sẽ có đồng hồ hiện giờ. Sau khoảng thời gian test là 1 giờ 37 phút thì ta có thể thấy rằng pin Kinma còn khoảng vài phần trăm chủ yếu để khởi động nguồn, còn pin Sony còn 28%. Cho nên chúng ta có thể đưa ra kết luận sơ bộ rằng là pin Kinma đạt tầm khoảng 70% so với một viên pin zin. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Hy vọng những video tới mọi người có ý kiến, góp ý có thể comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video.